Thông tin đáng chú ý cho các sĩ tử trong kỳ thi đại học sắp tới. Sau 2 năm giữ nguyên, nhiều trường đại học đã đồng loạt tăng học phí cho khóa tuyển sinh 2023. Trong khi đó, không ít trường đại học chưa công khai mức học phí để thí sinh cân nhắc chọn trường. Theo Nghị định 81 của Chính phủ về quản lý học phí năm học 2022-2023, mức trần học phí đại học chưa tự chủ dao động từ 13 triệu 500 ngàn đồng đến 27 triệu 600 ngàn đồng một năm học 10 tháng. Các trường đại học tự chủ có mức học phí cao hơn từ 2 đến 2,5 lần so với các trường chưa tự chủ. Hai năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không tăng học phí. Do đó, nếu so với mức học phí năm 2020, học phí khóa 2023 của nhiều trường còn tăng lên rất nhiều. Thống kê từ nhiều trường đại học cho thấy, mức học phí dự kiến cho năm học tới phần lớn chạm trần, như tại khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Học phí các ngành y khoa, dược, răng hàm mặt và y học cổ truyền dự kiến là 55 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với năm học trước. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến năm học 2023-2024, học phí hệ đại trà của trường sẽ tăng từ 18 triệu đồng lên hơn 35 triệu đồng. Riêng các trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Luật chỉ tăng nhẹ.